Những con quái vật khổng lồ, gớm ghiếc từ lâu đã là chất liệu tuyệt vời để giới làm phim làm nên những trải nghiệm rợn tóc gáy. Nhưng mọi chuyện còn kinh khủng hơn khi những sinh vật quái thai ấy trú ngụ ở dưới lòng nước. Lúc này, ngoài chuyện diện mạo và sức mạnh, những con thủy quái còn đáng sợ vì hành tung bí ẩn. Ai mà biết khi nào nó vọt lên khỏi mặt nước và tặng cho người ta cú tát chí mạng. Làm sao ngăn cản được chúng giữa một bể nước mênh mông đây? Trong video này, hãy cùng với phim tìm câu trả lời bằng cách đi qua 8 con thủy quái đáng sợ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh các bạn nhé. Clover biệt danh được các fan đặt cho con thủy quái khổng lồ trong Cloverfield. Clover có tuổi thọ rất dài. Dù đã sống hàng ngàn năm dưới vùng biển sâu Đại Tây Dương, nhưng nó vẫn chỉ là một con thú con. Do từng tiêu thụ lượng lớn Seabed's Nectar, thứ có tác dụng kích thích sự phân chia và phát triển tế bào, nên quái vật này đã đạt tới kích thước khổng lồ với chiều cao lên tới xấp xỉ 122 mét. Clover có 4 chi, mỗi chi có kích thước ngang với một chiếc xe buýt, cặp chi trên dài hơn cặp chi dưới, cùng một chiếc đuôi trẻ làm 3 nhánh. Giữa hai chân nó là hai thực quản bên ngoài dùng để ăn những sinh vật nhỏ hơn, bao gồm cả con người. Ngoài ra, da của Clover còn chứa hàng nghìn sinh vật ký sinh nguy hiểm có kích thước bằng loài chó. Những ai không may bị chúng cắn phải sẽ chết rất nhanh trong trạng thái bị nổ tung. Sau nhiều năm ngủ đông, quái vật này bị đánh thức bởi tàu ngầm do công ty Taguaro cử xuống để điều tra. Trong cơn thịnh nộ và sợ hãi, Clover đã lao lên Manhattan và đi tới đâu phá hoại tới đó, buộc hàng triệu người dân phải sơ tán khẩn cấp. Vì da của nó có khả năng chống chịu mạnh mẽ trước vũ khí phóng đạn, nên đạn từ nhiều loại xe tăng, tên lửa hay bom đều không xi nhê gì với con thủy quái. Để tiêu diệt Clover, chính phủ Mỹ đành chấp nhận sử dụng giao thức Hammer Down, hy sinh New York để ngăn mối đe dọa lan sang các thành phố khác. Kết quả, con quái vật bị hạ gục bởi trận không kích, nhưng Manhattan do đó cũng bị phá hủy hoàn toàn. Còn quái vật tiếp theo trong danh sách này cũng có các loài ký sinh nguy hiểm, nhưng sự tồn tại của chúng lại mang đến thông điệp đáng suy ngẫm trong thế giới ngày nay. Ra mắt vào năm 2019, bộ phim của đạo diễn Neza Hardiman đã giới thiệu cho khán giả một trong những thủy quái lành tính và vô hại nhất trên màn ảnh. Mang cho mình kích thước khổng lồ, những sinh vật này không hề tỏ ra hung dữ, cũng chẳng thể hiện cử chỉ chống đối con người xâm phạm lãnh thổ của nó. Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài mỹ miều kia đánh lừa bạn, bởi thực chất, con quái vật này lại có thể giết chết kẻ thù mà không cần phải động tay động chân. Đầu tiên, nó sẽ bám xúc tu của mình lên mọi khu vực mà con mồi đang trú ngụ. Đối với thuyền bè của con người, sẽ chỉ là vấn đề thời gian để những ký sinh ăn mòn vỏ tàu và tiếp xúc được da thịt của nạn nhân. Sau 36 giờ, bất cứ ai dính phải chúng sẽ có triệu chứng sốt nặng, nhãn lực yếu dần để rồi xuất hiện những con giun ngọ nguậy trong võng mạc. Khi chúng trưởng thành chui ra ngoài, đôi mắt của nạn nhân sẽ nổ tung, dẫn đến bị mất máu quá nhiều và tử vong ngay lập tức. Bằng cách xâm nhập vào nguồn nước sinh hoạt, những con ký sinh cứ thế lây nhiễm từ người sang người khác. Sự việc này khiến tất cả thành viên trên tàu phải đấu tranh tư tưởng cho mục đích sinh tồn của bản thân. Liệu họ sẽ tìm kiếm sự trợ giúp trên mặt đất và lan truyền thứ dịch bệnh kia, hay lựa chọn ở lại chờ chết để ngăn chặn mối hiểm họa khôn lường? Có thể nói, sự tồn tại của con quái vật trong Sea Fever đã không chỉ khởi động cho một đại dịch toàn cầu mà còn thách thức các giá trị đạo đức khi con người quyết định đặt tư lợi cá nhân lên trên cộng đồng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cụ tổ của những loài thủy quái trên màn ảnh, Gilman. Sinh vật này xuất hiện lần đầu trong bộ phim Creature from the Black Lagoon. Nó không to lớn, bành trướng như những Kraken hay là Clover, nhưng vẫn gieo rắc nỗi sợ hãi như lớp da đóng vảy cứng ngắc và khuôn mặt bặm trợn, dữ tợn như muốn nuốt sống bất kỳ ai. Đúng như tiêu đề, Gilman sống dưới một khu đầm phá, sâu tít tận trong rừng Amazon. Nó gần như không có chút cảm xúc hay sự thấu hiểu nào và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai bén mảng tới địa bàn của mình. Bất chấp diện mạo mảnh khảnh, thể chất của Gilman là vô cùng siêu việt. Nó có thể giày xéo cơ thể người ta như búp bê, đấm một cái là hỏng toác bộ đồ lặn và kéo vật nặng bằng qua lực cản của nước nhẹ như lông hồng. Nhưng đáng sợ nhất là chẳng ai biết Gilman đến từ đâu. Nó là sinh vật ngoài hành tinh, một sai số của đấng tạo hóa hay là sản phẩm thí nghiệm thất bại của con người? Chẳng ai biết câu trả lời. Có lẽ vì vậy mà Gilman luôn rất khó đoán. Đã đặt chân đến bãi đầm đen kịt thì cảnh giác là điều tiên quyết, bởi dưới làn nước tăm tối kia, biết đâu Gilman đang ủ kế, chuẩn bị trừng phạt bất kỳ ai làm nó ngứa mắt.
Nhờ sức mạnh và tầm ảnh hưởng vĩ đại, Gilman đã trở thành một trong những con quái vật kinh điển của thế giới, bên cạnh những người sói hay là Frankenstein. Ngoài ra, nó còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nhân vật đáng nhớ khác như là A.B. Sapien trong Hellboy hay là sinh vật kỳ dị trong The Shape of Water. Chúng ta sẽ đến với một trong những thủy quái nổi tiếng nhất trong văn hóa đại chúng. Được sáng tạo bởi nhà văn kinh dị viễn tưởng H.P. Lovecraft, Cthulhu là một cổ thần vĩ đại đã ẩn náu dưới Thái Bình Dương từ những ngày tháng khởi nguyên. Do đó, không một nền văn minh từng tồn tại nào có thể hiểu được sự hiện diện của thực thể này. Nhân loại chỉ sở hữu những ghi chép mơ hồ về nó như một vị thần có sức mạnh và kiến thức ngoài tầm hiểu biết. Tuy nhiên, trong mô tả của nhiều nhà văn về Cthulhu, vị đại thần viễn cổ này mang hình dạng của một sinh vật có tứ chi cùng đôi cánh của loài rồng, còn gương mặt thì lại giống với loài bạch tuộc kèm theo các xúc tu. Sinh ra từ vũ trụ hư vô và cũng trú ngụ nơi tận cùng của đại dương. Còn quái vật này được đồn đoán là đã chìm sâu vào giấc ngủ sau hàng trăm năm chiến đấu với các cổ thần khác. Tuy nhiên, khi nền văn minh bắt đầu xuất hiện trên hành tinh xanh, Cthulhu đã lo sợ về khả năng bị xâm chiếm lãnh thổ trước sự bành trướng của con người. Từ đó, con quái vật đã sử dụng khả năng ngoại cảm để tìm cách len lỏi vào trong tiềm thức qua những giấc mơ. Tại đây, trí tuệ tinh thông của nó khiến loài người choáng ngợp và phát điên trước nỗi sợ về những thực thể khổng lồ. Dù vậy, bóng tối của đại dương hay mối đe dọa từ vực sâu cũng không ngăn cản nổi trí tò mò của nhiều kẻ tự mãn. Khi giàn khoan của họ đã đủ tân tiến để đào sâu tới vùng đất của Cthulhu, hàng loạt sinh vật đến từ đế chế vũ trụ đã phản kháng và giết chết từng thành viên trong đoàn thám hiểm. Ở phút cuối, dù vụ nổ từ lò năng lượng đã hủy diệt toàn bộ sự sống nơi đây, nhưng đối với sức mạnh khổng lồ của vị thực thể cao siêu, mọi nỗ lực triệt tiêu đều trở nên vô dụng. Biết đâu sau đó, ngày tận diệt của loài người cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay chỉ vì họ không hiểu được giới hạn tầm thường của mình. Xuất hiện trong phần 2 của loạt phim cướp biển vùng Caribe, thủy quái huyền thoại Kraken đã khiến một kẻ yêu biển cả như là Jack Sparrow sợ đến mức không dám ra khơi. Là thú cưng của Davy Jones, Kraken sẽ truy lùng và tiêu diệt những ai mang ấn ký đen theo lệnh của ông ta. Cuộc săn đuổi chỉ kết thúc khi mục tiêu đã chết hoặc chính Davy Jones thủ tiêu ấn ký trên người họ. Với hình dạng như một con bạch tuộc khổng lồ, Kraken có thể dễ dàng bẻ gãy cột tàu và cuốn chìm những con tàu lớn bằng những chiếc xúc tu cực khỏe. Con thủy quái cũng có một chiếc miệng lớn đầy răng nhọn, chỉ trực chờ ngấu nghiến bất kỳ thủy thủ xấu số nào rơi chúng phải. Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất ở Kraken chính là sự giảo hoạt của nó. Trong phim, Will Turner biết quái vật này có thói quen bọc quanh mạng tàu rồi mới tấn công, nên đã chỉ huy mọi người dùng pháo bắn thương đám xúc tu của nó, khiến nó tạm thời rút lui. Nhưng chỉ một lát sau, Kraken đã đột kích khoang tàu và vô hiệu hóa những tay pháo thủ bên trong, khiến người ta không kịp trở tay. Điều này cho thấy nó có khả năng phân tích tình huống và thay đổi chiến thuật cực kỳ nhanh chóng. Mạnh mẽ và khôn khéo là vậy, nhưng Kraken vẫn phải chịu kết cục bi thảm dưới tay chính chủ nhân của mình. Bởi sau khi mất trái tim và tay Cutler Beckett, Davy Jones đã phải miễn cưỡng giết thú cưng theo lệnh tên lãnh chúa. Hình ảnh cuối cùng về Kraken mà ta thấy chính là cái xác khổng lồ của nó đang nằm dạt trên một hòn đảo hoang. Con cá mập trắng với tên gọi Bruce trong tác phẩm Jaws đã gieo rắc nỗi sợ cho biết bao thế hệ khán giả về những gì có thể ẩn chứa bên trong biển cả bao la. Với chiều dài 7m6 và thân hình to lớn, con thủy quái được đặt tên bởi chính Steven Spielberg cùng chiếc hàm tua tua nanh nhọn đã trở thành một biểu tượng bất hủ của văn hóa đại chúng. Không giống những con quái vật khác, Bruce không gây nhiều động tĩnh. Nó yên ắng, ẩn mình rồi bất chợt kết liễu con mồi như một sát thủ. Xuyên suốt Jaws, Bruce chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 phút đồng hồ. Đa số những con mồi đều chẳng hề hay biết cái chết đang cận kề. Chỉ cần nhìn thấy chiếc vảy, thấy một dòng nước lạ tiến lại gần, khán giả đã rợn tóc gáy. Dù dựa theo một loài cá mập có thật, tuy nhiên thủy quái trong Jaws với thân hình ngoại cỡ thực chất không dựa trên bất kỳ một cái tên nào ngoài đời. Vì vậy, có lẽ ta cũng sẽ không cần lo lắng về việc bị một con thú điên cuồng săn đuổi và giết thịt. Dẫu vậy, không thể phủ nhận đạo diễn Steven Spielberg đã tạo ra một trong những con thủy quái đáng nhớ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. Người ta tin rằng chính Jaws đã khiến cho mọi người mang một nỗi sợ dành cho cá mập, và đến tận hiện tại, vẫn rất nhiều người tin rằng đây là một loài nguy hiểm với con người. Không có hàng ngàn xúc tu, không nằm trong các truyền thuyết hay quá gấm ghiếc, dị dạng, Bruce và bộ phim Jaws là một minh chứng sống cho việc một câu chuyện đủ chất lượng là đủ để giữ hàng thế hệ khán giả sống trong sợ hãi.
Khác với những sinh vật được tạo ra bởi trí tưởng tượng mà ta đã nói ở trên, trong danh sách ngày hôm nay hãy cùng gặp Sweetheart, một con cá sấu có thật trong lịch sử. Là thủ phạm gây ra hàng chục vụ tấn công tàu, thuyền vào những năm 70 tại Úc, Sweetheart đã trở thành cảm hứng cho bộ phim Rock ra mắt vào năm 2007. Sở hữu kích thước lên tới 7,6m, con cá sấu đã trở thành cơn ác mộng của những du khách mắc kẹt trên cù lao nhỏ giữa sông. Thông minh và quỷ quyệt, khát máu và tàn bạo, cỗ máy giết chóc khổng lồ ấy có thể ở bất kỳ đâu, trực chờ lôi những nạn nhân xấu số xuống làn nước tăm tối. So với cá mập, sinh vật cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay, thì cá sấu chỉ xếp vào hàng em út trong gia phả những cỗ máy săn mồi. Song không vì thế mà chúng bớt phần nguy hiểm. Chúng đã tồn tại hàng triệu năm, sánh bước cùng những loài khủng long, trở thành đại diện của sự hỗn loạn, bí ẩn về thời kỳ động vật sinh tồn bằng răng nanh và móng vuốt mà con người không thể tưởng tượng nổi. Con bỏ đột nhiên bị lôi xuống, mặt nước như đang sôi lên bởi hàng trăm con cá khát máu đang điên cuồng cắn xé nạn nhân xấu số. Chỉ vài phút sau, mặt nước trở nên tĩnh lặng và một bộ xương trắng nổi lên. Đó là những ghi chép của cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt trong chuyến thám hiểm vùng Amazon năm 1913. Nói đến đây, chắc hẳn các bạn cũng đã đoán loài thủy quái cuối cùng mà chúng mình muốn nhắc đến hôm nay rồi đúng không? Đó chính là cá hổ piranha. Bộ phim theo chân Mackie McEwan khi tiến hành điều tra sự mất tích của hai thiếu niên trong một khu quân sự bỏ hoang. Tại đây, cô đã vô tình để sổng những con cá piranha đột biến gen ra dòng sông. Rất nhanh chóng, mọi thứ trở nên mất kiểm soát khi đàn cá tấn công những du khách xấu số tại khu nghỉ mát gần đó. Được lấy cảm hứng từ Jaws của đạo diễn Steven Spielberg, bộ phim của đạo diễn Joe Dante đã nhanh chóng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những khán giả xem phim. Với kinh phí chỉ vỏn vẹn khoảng 700.000 đô, tác phẩm đã nhanh chóng thu về hơn 2 triệu đô tiền bán vé, góp phần đưa Piranha trở thành một trong những thủy quái đáng sợ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. Và đó là 8 sinh vật dưới nước đáng sợ nhất trên phim mà chúng mình muốn giới thiệu tới các bạn. Có thể không mạnh bằng những quái vật trên cạn, nhưng những thủy quái lại nghiễm nhiên được ẩn thân, tạo nên những phút giây còn hồi hộp và căng thẳng hơn. Các bạn thấy danh sách này thế nào? Các bạn muốn bổ sung cái tên nào không? Đừng quên để lại suy nghĩ phía bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và chúc các bạn xem phim vui. Đi bơi thì nhớ để ý dưới nước ấy nhé. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.